Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả tutorial advance của Void Dreamers. Và đầu tiên, nhớ subscribe kênh của Void Dreamers để ủng hộ cộng đồng Clubbing Việt Nam. Nhớ like cái page và luôn luôn đặt page ở chế độ see first, có nghĩa là luôn luôn xem trước để xem được những gì chúng mình up lên đấy. Và nếu mà các bạn thích học Clubbing tiếp thì hãy xem lại những cái video Clubbing tutorial của chúng mình ở playlist là Clubbing cơ bản và Clubbing nâng cao. Còn nếu các bạn muốn học nữa thì các bạn có thể hỏi mình để mình sẽ recommend cho các bạn những cái video học Clubbing của những người khác dạy và bằng tiếng nước ngoài. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ dạy cho các bạn một bước cơ bản, một bước nâng cao của Liquid. Nó tên là Liquid Figure Eight. Nó sẽ nhìn như này. Ok, thì trước tiên đây là kết hợp giữa cái tên của nó, Liquid, và tiếp theo là giữa Figure Eight. Và để làm được cái move này trước ấy, thì đầu tiên bạn phải làm được Figure Eight nhưng mà ở dạng tách hai tay ra, hai tay không nối cái cổ tay vào nhau nữa, mà nó phải tách ra như thế này. Đó, nếu bạn chưa học được cái này thì dừng video lại, về nhà học thêm 1-2 ngày đi rồi quay lại xem này. Còn nếu mà làm được rồi thì xem tiếp nhá. Ok, khi mà bạn đã quen làm như này thì hãy cố gắng tập đưa nó kiểu loanh quanh ở những cái chỗ của mình, lên trên, xuống dưới, ra đằng trước, ra đằng sau. Ok, đó. Và bây giờ thì sẽ đến lúc mà để học cái Liquid Figure ấy. Và cái này là sẽ hơi khác một tí. Mình sẽ bắt đầu với tay phải ở trên và tay trái ở dưới, rồi sau đó là tay phải sẽ kéo cái tay trái đi một vòng tròn về cái điểm này. Và về điểm này thì chúng ta sẽ làm một vòng figure eight. Figure eight. Đầu tiên nhá, kéo này, tay phải luôn luôn đi trước nhá. Tay phải đi trước, tay trái đi theo này. Hai tay đuổi nhau này. Ok, đến đây. Đưa tay trái hơi vòng ra đằng trước của tay phải. Và sau đó chúng ta sẽ xoay một vòng figure eight. Đó. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại. Đến đây, chúng ta sẽ về như này nhé. Có nghĩa là tay trái này sẽ gập vào này, tay phải cũng gập vào, gập cổ tay vào ấy. Đấy. Thì khi đến đây gập cổ tay vào, xoay figure eight đi lại lần nữa nhá. Đến đây nào, gập vào, xoay nhẹ. Đó, khi mà bạn đã quen rồi thì bạn sẽ không cần phải đi một vòng dài như này nữa để xoay, và bạn chỉ cần đi rất là ngắn thôi. Kiểu bạn sẽ chỉ cần đưa một vòng như này, rồi sau đó đi đến một chỗ khác, làm lại, và sau đó có thể đi một vòng rất nhỏ và làm liên tục những cái figure eight mà nó tách tay nhau ra. Nhưng mà cảm giác thực sự của nó lại là cảm giác của Liquid. Để làm được như này thì chẳng có tip gì cả, nên nó là luyện tập thôi, làm nhiều thì nó sẽ được. Miễn là bạn cứ nghe nhạc nhiều này rồi làm này cho quen. Tại vì đối với mình và đối với khá là nhiều người thì cái Liquid Figure Eight này là một trong những cái move nó gây nghiện ấy. Kiểu mọi người cứ làm đi làm lại nhiều, thế là đâm ra tự nó đây. Và làm cái này theo nhạc thì cảm giác nó cũng khá là cuốn. Đấy, sau khi mà bạn đã làm quen với cái này rồi ấy, thì hãy cố gắng kiểu áp dụng nó với cả âm nhạc. Ví dụ theo lời bài hát, kiểu ta 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 ta, hay tiếng trống kiểu phục chát phục 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 chát phục chát kiểu đấy. Sau đấy nữa thì nếu mà bạn muốn kiểu nó đa dạng lên một tí thì có thể đầu tiên là áp dụng khoảng cách như là mình nói vừa rồi này, hay là dùng những cái cơ bản rồi sau đó đi vào đây, rồi đi cơ bản tiếp, rồi đi đó. Hãy áp dụng những cái mà mình biết ấy để kết hợp nó lại thành những cái tổ hợp khác nhau. Và Liquid Figure Eight cũng là một cái bước chuyển khá tốt
khi mà bạn muốn chuyển từ các mút cơ bản với nhau, ví dụ như là mình khá là dùng nhiều cái finger roll này, và bây giờ mình muốn chuyển sang whip ấy, thì trước khi mình chuyển sang whip thì mình sẽ kiểu làm một tí finger ấy này, sau đó mình sẽ whip. Đó thì tutorial Liquid Figure 8 đến đây là hết. Và chúc các bạn tập thật là chăm chỉ. Và một lần nữa đừng quên subscribe, like video và comment. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì comment nhiều và hỏi thoải mái. Ok.